Tập 134, bọn tôi cũng muốn. Lưu Phong bị quýnh dính vách mà nghĩ, quá mạnh rồi, tên này thực lực e là thực sự là cấp SS, hắn khác với mình. Người chỉ có thể dựa vào huyết thần tinh để đạt đến cấp độ SS, phẫn nộ nhìn Lưu Phong nói, người yếu như vậy, làm sao có thể đánh bại ta được chứ, ngay cả viện trường cũng yêu cầu ta phải cẩn thận với ngươi, thật vớ vẩn, ta hoàn toàn không cần sử dụng siêu năng lực để đối phó với ngươi. Ta nghĩ không cần phải đợi đâu, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Tên phẫn nộ vừa nói vừa cung nắm đấm mạnh mẽ của mình bay tới. Lưu Phong đòn lo lắng đón nhận. Tới rồi, một đòn mạnh mẽ với sức mạnh cấp SS, nắm đấm gần chạm tới. Lưu Phong liền bật lớp skin mới sơn lên chống trả. Đây chính là điều mà ta đã chờ đợi từ ngươi. Lưu Phong dùng tấm khiên phản lại đòn tấn công của tên phẫn nộ, tiễn thể còn phản lại cả đòn tấn công cho hắn luôn. cả cánh tay và phần ngực của hắn đều bị lùm một lỗ nát vụng a. Tên phẫn nộ bất ngờ nhìn lại vết thương của mình. Đây là khả năng gì? sức mạnh của ta đã phục hồi song phần vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục lại ha ha thú vị quá hắn nói đúng như mong đợi về người được ngài trịnh chỉ định thật thú vị hãy bắt đầu hiệp hai nào lưu phong cũng thủ thế con bét đến nào bất ngờ bức tường bên cạnh bị phá nát tên phẫn nộ nhìn sang thì thấy kelly xách đầu của tên bạo quân đi ra nói đây là sự lãng phí duy nhất trong viện nghiên cứu của ngươi trịnh thiên hùng ở đâu hãy để hắn đến gặp ta lưu phong ngạc nhiên gọi kelly phẫn nộ nói tuyệt vời, không ngờ trong trạm tị nạn lại có một người mạnh mẽ như cô đấy. Lúc này chợt Trịnh Thiên Hùng gọi tới, quay lại, kế hoạch B đã bắt đầu, tên phẫn nộ đáp, rõ, rồi quay sang nói với Lưu Phong, thật đáng tiếc, ta phải đi rồi, rồi hắn bay lên trên không vẫn không quên hẹn Lưu Phong tái đấu, lần sau chúng ta sẽ đấu lại một trận phân thắng bại nhé. Lưu Phong nhìn hắn rời đi mà nghĩ, hắn ta thực sự có thể bay, đây có phải là siêu năng lực của hắn, còn nữa, chuyện gì mà lại khiến hắn rút lui như vậy chứ? mà còn Lưu Phong còn thắc mắc lúc này hệ thống cũng thông báo, tinh, đàm phán hoàn thành, thưởng 5.000 điểm, đánh bại tội đồ phẫn nổ, thưởng 10.000 điểm. Chợt cùng lúc lão Đông Phương liên hệ tới, ôi không, thủ lĩnh Lưu, vô số zombie đang bắt đầu xuất hiện, Lưu Phong kinh ngạc, cái gì, lão lại nói, chúng ta phải đình chiến với Trịnh Thiên Hùng, bởi vì hàng trăm ngàn zombie đã bắt đầu tiến về căn cứ ở phía bắc thành phố. Thế là một cuộc hợp nữa lại diễn ra. Lúc này nhóm Lưu Phong cũng đã về trạm tị nạn của mình, lão Đông Phương nói, tôi cần huy động toàn bộ lực lượng hữu hiệu của mình để bảo vệ thành phố, bầy zombie hiện đang dần di chuyển về phía căn cứ ở phía bắc thành phố, biện pháp cuối cùng là chúng ta phải ngừng bắn và hợp tác với viện nghiên cứu khoa học trong lúc này. Kelly nói, hiện tại, chúng tôi quan sát qua vệ tinh, số lượng zombie lần này là 210.000, còn có những zombie có cấp độ đột biến khác nhau, và theo hình ảnh vệ tinh, chúng tôi cũng tìm thấy một số lượng lớn zombie khổng lồ cao 7 đến 8 mét, bị nghi ngờ là tác phẩm của quy nhất thần giáo. Lão Đông Phương nói, các zombie sẽ bắt đầu tấn công thành phố sau khoảng 4 ngày nữa, mọi người ở trạm tị nạn L, căn cứ ở phía bắc thành phố cần sự hỗ trợ của các người, đổi lại, chúng tôi sẽ mang lại cho các người lợi nhuận lớn hơn trong các giao dịch sau này, cùng hệ thống cũng đưa ra nhiệm vụ, tinh, nhiệm vụ quyết định, hỗ trợ căn cứ thành bắc và sống sót để nhận phần thường 100.000 điểm, không hỗ trợ, không có phần thưởng, Lưu Phong nói, "Được rồi tướng quân, chúng ta cần lại bàn chuyện này, rồi anh quay lại hỏi Kelly, khi nào nhóm cuối cùng của đoàn xe Long Hiên mới đến căn cứ?" Kelly nói, "Có lẽ là vào chiều mai." Lưu Phong nhớ lại, cô gái quân nhân cuối cùng đã được bảo quân giải cứu, nếu muốn tham gia trận chiến phòng thủ ở phía Bắc thành phố lần này, mình phải có con át chủ bài với nhiều người, viện nghiên cứu động năng cần nơi ẩn náu cho hàng vạn người cuối cùng, sẽ không đến sớm nhất cho đến chiều mai. Lúc này trời đã khuya, Lưu Phong ở trong phòng của mình xem lại hệ thống, hãy xem liệu chúng ta có thể thực hiện một số bản vẽ thiết kế dựa trên viện nghiên cứu động năng của ngày mai hay không. Những kẻ thù mình gặp phải lần này không hề dễ dàng, mình phải nâng cấp trang bị lên nữa mới được. Chợt lúc này có người gõ cửa, Lưu Phong nói: "Xin mời vào." Và người bước vào chính là Hắc Kim ma nữ, Kim Nghiên Ôn Su, lâu rồi không lên sóng, cô nói: "Chào thủ lĩnh, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Lưu Phong hơi bất ngờ nghĩ, Kim Nghiên Ôn Su ết là ết thấy lại có điểm nữa rồi đó anh em ạ. À. Nhỏ tiến lại ngồi lên đùi anh nói, thủ lĩnh, Lưu Phong lo lắng nói, chuyện, chuyện gì, nhỏ nói, con cáo hồ linh trắng Kelly đó đẹp quá, người ta cũng muốn trở thành Valkyria. Lưu Phong nói, trong dự án Valkyrie, cô không thể xếp hàng chỉ bằng vẻ đẹp của mình được, chợt lúc này lại có người gõ cửa nữa a. À. Lưu Phong nhìn xem qua cái lỗ trên cửa, ai, thì đó bất ngờ lại là chị em xong từ trong bộ đồ cosplay mờ lem nói. Thủ lĩnh, chúng tôi đến đây, nếu một người không làm được thì ba người thì sao? Pha này anh phong lại căn ba nữa rồi a. À. Kiểu này chỉ có vất khô thôi. Ha ha. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho S nhé. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới à. Cảm ơn, mãi yêu.